Xin chào 500 anh em, hôm nay mình sẽ tóm tắt bộ anime đình đám. Chào mừng đến với lớp học đề cao thực lực. Vì sao nó lại được mệnh danh là bộ anime hay nhất về đề tài học đường? Độ nổi tiếng của nó làm cho chính tác giả còn phải bất ngờ. Tình huống éo le nào đã xảy ra trong lớp học nhiều diễn nhân này? Hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Đây là trường trung học phổ thông giáo dục tầm cao Tokyo. Nghe tên trường ngầu đét, nghe là thấy ghê rồi phải không anh em? Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Trường này được thành lập bởi chính phủ Nhật Bản để bồi dưỡng những nhà lãnh đạo tương lai. Nhưng bạn hãy theo dõi thêm về sau đi, sẽ thấy tụi học sinh này toàn giống giang hồ mạng thôi, toàn làm những chuyện trời ơi. Ảo thật đấy. Tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp là 100%, nhưng làm gì thì không thấy nói. Không biết có ai đi bán kem trộn không nhỉ, hi hi. Đây là hai nhân vật chính của chúng ta. Học sinh năm tên là Kiyotaka Ayanokoji. Từ giờ sẽ gọi tắt là Kiyotaka cho đỡ mỏi mồm. Nhìn chán chán vậy thôi, chứ càng về sau, thằng này càng ảo phết đấy anh em. Còn ảo như nào thì hãy theo dõi để biết nhé. Học sinh nữ tên là Suyun Horikita. Từ nay gọi tắt là Suyun. Kiểu lạnh lùng gân, chảnh chảnh thấy ớn. Như thường lệ thì hai đứa này đang cãi nhau về một chuyện vớ vẩn. Tự nhiên mới gặp đã gắt dữ vậy bà. Bây giờ đã đến lúc phải nhập học. Đầu tiên là phải nghe hội trưởng hội học sinh phát biểu. Ông này tên là Manabu Horikita. Ủa sao tên này quen quen vậy ta? Ủa? Gì vậy? À thì ra chính là anh trai của nhỏ Suyun Horikita mới xuất hiện vừa rồi. Bài phát biểu hay và hấp dẫn quá chừng đi nên có mấy đứa ngáp ngắn ngáp dài quá trời nè. Bây giờ thì đi nhận lớp thôi. Nhân vật chính của chúng ta được xếp vào lớp 1D. Thật là một cái tên đầy ý nghĩa. Tự nhiên rảnh quá, các có một đứa bài trò giới thiệu để quà đồng lẫn nhau. Đứa này tên Yosuke Hirata. Từ nay gọi tắt là Yosuke. Về sau, thằng này có một màn trình diễn xuất sắc, xứng danh với vị trí lãnh đạo cả cái lớp 1D này. Nhỏ ngực tấn công, không cần phòng thủ này là Kikyo Kusiya. Mắt to tròn long lanh, nhưng rất nhiều suy nghĩ cùng hành động kỳ quặc. Nhưng được cái to tròn long lanh. Đã đến lượt nhân vật chính của chúng ta giới thiệu. Sau khi suy nghĩ cân nhắc vắt óc thì anh cũng có một màn giới thiệu nhạt vãi, nhưng cả lớp cũng thương tình bố thí cho một tràng vỗ tay. Ôi, cô giáo bước vào này, cô giáo đẹp quá. Em muốn thấy nụ cười của cô. Cô giáo bắt đầu giải thích những quy luật kỳ lạ của cái trường này. Trường này là trường nội trú, học sinh phải ở hoàn toàn trong trường. Bạn nghĩ như thế thật là chán ư? Bạn nghĩ tới những ký túc xá dành cho sinh viên tồi tàn ư? Bạn làm rồi, làm to rồi. Trong trường này cái bẹo gì cũng có hết. Trung tâm mua sắm có, quán cà phê chém gió có, rạp chiếu phim có, thậm chí karaoke cũng có luôn. Đầu tiên là tiền đâu? Có nhiều thứ như thế, nhưng tiền đâu để mà sử dụng mấy cái đó? Đừng quá lo lắng, nhà trường đã đi trước một bước. Cứ mỗi tháng trường lại phát điểm cho học sinh thông qua hệ thống máy tính và điện thoại. Điểm này được dùng như tiền để mua sắm mọi thứ và sử dụng các dịch vụ. Tháng đầu tiên lũ trẻ trong này được phát 100.000 điểm, tương đương với 100.000 yên, là khoảng 18 triệu tiền Việt Nam. Wow. Bạn tưởng như thế là ngon ăn, là cứ thế chơi bời hả? Cuộc sống không giống cuộc đời đâu bạn ơi. Nhưng vì sao không giống, vì sao không dễ ăn? Bạn hãy tiếp tục theo dõi sẽ rõ nhé. Một tháng đầu thì ăn tiêu thoải mái, đến tháng sau cứ gọi là mắm luôn. Lũ học sinh ngây ngô, không biết gì, cứ thoải mái tiêu xài, mua sắm thả ga. Nhưng hai nhân vật chính của chúng ta vẫn rất cẩn thận, chi tiêu hợp lý, chỉ mua những thứ thật cần thiết. Thậm chí, còn mua những đồ miễn phí, để tiết kiệm điểm. Quả là chín chắn, quả là thấu hiểu đạo lý. Sau này, chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn. Á, có biến. Lại là tình trạng mà cũ bắt nạt ma mới. Sau khi thi triển võ công, mắng chửi đại pháp thì tự nhiên bỏ đi, chứ không có đánh nhau, chỉ đạp đổ một cái thùng rác. Ủa kỳ cục vậy, mất công bỏ nói chuyện với gái ra hóng, định like chìm kiếm ít view. Liếc thấy camera nên Kiyotaka đành phải miễn cưỡng dọn dẹp đống rác rưởi này. Dù chưa nắm bắt được rõ ràng cơ chế tính điểm bí ẩn của cái trường này, cái cơ chế sẽ làm cả cái lớp 1D ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Kiyotaka cũng đã hành động đúng. Dần dần trong lớp này cũng đã kết bè, kết phái, trai chơi với trai, gái chơi với gái, bán xà bông chơi với bán xà bông. Chỉ riêng Kiyotaka và Suyune là chưa chơi với ai. Chắc sau này hai đứa này sẽ quyết định chơi với nhau. Lúc đi ăn trưa, Kiyotaka bị nhỏ Kikyo, nữ quan thân thiện, bà chú kết bạn, chiến thần quà đồng, kẻ quỷ diệt sự lạnh lùng chặn lại. Nhỏ này có mơ ước kết bạn với cả lớp, nhưng nhỏ vẫn chưa kết bạn được với Suyune. Thế là nghĩ ra phát kiến thông minh nhờ Kiyotaka mai mối hộ. Đánh quá ta. Đến đây, tôi có một câu hỏi dành cho anh em. Mắt của Kikyo màu gì? Biết rồi nha. Lớp này thật kỳ lạ. Mặc kệ cho cô giáo giảng bài đã hỏng, đứa nào ngủ vẫn ngủ. Cháu ơi, dậy đi cháu ơi. Đứa nào lướt tóp tóp vẫn lướt, có đứa còn đem cả iPad to đùng ra đọc hen. À không, truyện tranh. Vậy mà cô giáo vẫn không có ý kiến gì, lạ quá. Là cô giáo ở trong phim, chứ ở ngoài đời thì. Hết buổi học, Kiyotaka mời Suyune đi cà phê, lấy lý do là chỗ đấy chỉ toàn con gái. Nhưng thực ra là có kế hoạch mờ ám đằng sau. Kiyotaka có tính toán gì, cùng theo dõi tiếp nhé. Kikyo ở đâu rồi lên, diễn sâu như thật. Horikita-san, tình cơ quá. Cả Ayanako Jikun nữa. Hai người hay tới đây à?
Thì ra đây là một vụ dàn xếp để làm quen, nhưng vẫn chưa tới nên bị sư dư nay làm cho một tràng vạch trần kế hoạch dở tệ của Kikyo và Kizutaka. Thời gian trôi qua nhanh, mới đó mà đã hết một tháng. Lũ học sinh ngáo ngơ vì đã thoải mái tiêu xài nên rất mong chờ đến ngày được lãnh điểm để có thêm 100.000 yên. Nhưng ngạc nhiên chưa, tada, chẳng có điểm nào được phát cả, là một con số không tròn trĩnh. Ngay lập tức, lũ này mè nheo, thắc mắc với cô giáo là máy tính của nhà trường bị lỗi, chúng không nhận được điểm. Cô giáo như đã chờ giờ phút này từ lâu, liền sổ cho cả bọn một tràng. Thành tích thật là đáng nể, chỉ trong vòng một tháng mà có 98 lần đi trễ và vắng mặt, 391 lần nói chuyện riêng và dùng điện thoại trong giờ. Trường này đánh giá học sinh dựa trên thực lực, vậy thì tháng này lớp 1D nhận được 0 điểm. Cơ chế kỳ lạ của trường trung học phổ thông giáo dục tầm cao Tokyo đã được tiết lộ. Ai còn khoản tiết kiệm từ tháng trước thì còn có thể cầm cự, còn ai đã tiêu hết phải sống cả tháng như địa ngục với không đồng bằng đồ miễn phí kém chất lượng ở siêu thị. Thật là đau khổ. Lũ học sinh này từ nay sẽ bày ra nhiều chiêu trò để đối phó với cơ chế phát điểm mỗi tháng này. Thông minh có, mà ngu ngốc cũng có. Anh em hãy cùng theo dõi diễn biến tiếp theo nhé.